Well, mình nghĩ mình thoát rồi. Ôi con, mẹ chân dài đến rồi. Có lẽ do mình tưởng tượng thôi ha. Chào Dan, cậu đi đâu vậy? Tôi muốn chơi game cùng cậu. Xin lỗi, tôi xin từ chối. Đừng chạy. À, cứu. Tôi chắc chắn sẽ bắt được cậu. Mẹ, tớ gặp rắc rối rồi. Tớ bị mẹ chân dài đuổi bắt đó. Ồ, gì? Ý cậu là nhân vật trong Poppy Playtime hả? Đúng vậy, nhìn xem, bây giờ cô ta đang đuổi theo tớ kìa. Tớ nghĩ cậu chơi game nhiều quá rồi đó. Cô ấy tới rồi. Má ơi, cái tai kìa. Thế cậu có thể nói tôi nghe Dan ở đâu chứ? Cậu ấy không có ở trong chăn đâu. Và Dan đang chạy ra khỏi cửa rồi. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi tìm cậu ấy. Cô ta đi rồi, cậu không trốn nữa đâu. Cậu chắc chứ? Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi cũng có biết gì đâu, thật đó. Tôi nghĩ cô ta đến với thế giới của chúng ta thông qua một loại virus nào đó. Cái gì đây? Đây là lần đầu tiên tôi thấy cái này đó. Chờ một chút. Các bạn đang theo dõi, dành cho những ai chưa biết, băng video là thứ người ta từng dùng để lưu file video. Sau đó họ bắt đầu dùng đĩa và ổ đĩa flash. Tớ hy vọng điều này sẽ khiến các bạn hiểu thêm. Cậu biết cách dùng nó hả? Yeah, tớ thậm chí còn là player đặc biệt đó. Tuy, có lẽ đó là cách chúng ta tìm ra đáp án cho câu hỏi này. Người đàn ông lạ mặt đó là ai vậy? Ồ, nó đã được quay lại rồi sao? Nếu ai đó xem được, có nghĩa là họ đang gặp nguy hiểm. Cách duy nhất để tiêu diệt Mummy và bộ sưu tập 403 Star Trek, thứ đầu tiên chính là con tàu này. Một ngôi nhà bánh gừng. Này, mê. Nhột quá. Ôi không. Đây là một chuyện xảy ra nếu các bạn không làm. Chúc may mắn khi đi tìm nhé. Và hãy cẩn thận. Tôi thấy nó như một thử thách vậy. Và tới ngày tôi biết kiếm con tàu ở đâu rồi. Vậy đừng phí thời gian nữa. Có nhiều đồ chơi thú vị ở đây quá. Ok, chúng ta nên tập trung vào nhiệm vụ trước. Chú ơi, chúng cháu cần giúp đỡ. Nè chú Salman, chú có nghe không? Chào chú buổi chiều. Chúng cháu đang tìm đồ chơi tàu lửa. Chú có không ạ? Ồ, khách hàng à. Đã lâu rồi mới có người đến tiệm của chúng tôi đó. Thế chú có đồ chơi không ạ? Chúng cháu rất cần nó ạ. Tàu lửa hả? Yeah, chú có một cái. Đúng là một người bán hàng kỳ lạ. Ồ, trốn đi. Chúng đâu rồi nhỉ? Dan, tớ sẽ tìm được cậu. Họ không chơi đúng luật gì cả. Được thôi, mình sẽ phạt chúng khi mình bắt được chúng. Và bắt phục rồi nhé. Suýt nữa thì đến đường ray đồ chơi này đi. Tớ không thể tự mang hết được. Thôi nào, giúp tớ một tay, cầm đường ray này đi. Cho dù các cậu nói gì, đừng đi chuyển, cậu sẽ bị bắt đó. Gì cơ? Sao cậu dám? Dám chứ. Thả ra. Chúng ta có được đồ chơi rồi, chạy đi. Chúng ta đã có đồ chơi rồi, nhưng chúng ta nên làm gì tiếp theo đây? Không thấy hướng dẫn ở đâu cả. Tớ không nghĩ vậy. À, tớ biết rồi, cái này có thể giúp. Đừng làm dở nó chứ, một băng cassette khác à. Hiểu rồi. Hãy xem có gì nào. Tớ sẽ làm gì khi không có cậu đây? Tớ sẽ bật nó lên. Nếu các bạn đang xem cái này, nghĩa là các bạn đã tìm được món thứ ba. Nhầm, món artifact thứ hai, đồ chơi Huggy Wuggy và có thể tìm ở... Sao vậy nè? Wow, đây là đâu và sao chúng ta vào được ở đây vậy? Thật may là chúng ta không ở đây một mình. Nè, cậu có thể nói cho chúng ta cách thoát khỏi đường hầm này được không? Sao các cậu phải đi đâu đó nữa chứ? Các cậu đây rồi, bắt được rồi. Áo, đó là bất lợi khi có chân dài. À, đừng chạm vào chúng tôi. May mà mình có mang nón bảo hiểm, họ không thể chạy trốn mãi được. Ngày nào đó mình sẽ bắt được họ. Nhanh lên, chúng ta sắp thoát rồi. Tớ mệt quá à. Không thấy cô ta nữa, tốt, chúng ta an toàn rồi đó. Ồ, nó giống như đồ chơi mà tiến sĩ điên đã nói đó. Nó là của tôi. Trả lại đây, tôi cần nó hơn. Tôi sẽ tìm cho cậu cái khác. Mọi thứ trong thùng rác đều là của tôi hết. Nè cậu, cậu có muốn lấy cái rìu tuyệt vời này không? Cậu sẽ tìm được nhiều thứ giá trị bằng nó đó. Hãy nghĩ về những khả năng của cậu đi. Và những thứ này là gì? Đây là kho báu thật sự. Ồ, mình giàu rồi.
có vẻ như nó là món hời. Sao họ lại biến mất nhanh vậy nè? Hai cô cậu thanh niên kia chạy đâu rồi hả? Hướng đó. Cảm ơn nha. Xin lỗi hơi gi-gu-gi nha, nhưng cậu phải chịu rung lắc một chút. Thôi nào, chắc là có cái gì đó ở trong đây chứ. Đây là băng cassette thứ 3. Cậu biết nó làm gì rồi đó. Hãy xem lần này tiến sĩ điên nói gì đã. Hờ, bắt được rồi. Cú đá đó thế nào hả? Ồ, các bạn đã tìm ra được lối vào khác à. Bạn chỉ cần tìm chìa khóa mã màu đó. Đó là artifact cuối cùng giúp tiêu diệt mẹ chân dài. Nó sẽ nằm trong phòng thí nghiệm siêu bí mật của tôi mà bạn sẽ không bao giờ tìm thấy. Chúng ta chỉ còn một chút xíu nữa thôi. Ồ, cảm ơn nha. Cổ họng tớ hơi bị khô luôn rồi đó. Không có vấn đề gì. À, chạy đi. Trò chơi sẽ sớm kết thúc thôi. Hai người thắng có được đâu. Tớ đã vận động nhiều hơn cả mọi khi đó. Tớ không chịu được nữa. Cái lưng đáng thương của tớ. Tớ nghĩ chúng ta nên nghỉ ngơi đi. Chúng ta nên bàn kế hoạch cho bước tiếp theo đã. Tớ không thể chờ đợi cho đến khi nó kết thúc. Này, đừng có than vãn nữa. Này, đừng làm vậy nữa. À, ôi con, râu của mình. Để nó trong túi đi. Cậu có thể dán lại nó sau. Chúng ta phải đi thôi. Đủ rồi, kết thúc rồi. Cậu bị sao vậy? Đứng dậy đi chứ. Để tớ ở đây đi. Cậu và tớ sắp đến gần mục tiêu rồi. Đừng có con nít vậy mà. Ahem. Hành trình của tớ đã kết thúc. Tớ sẽ ở đây. Tớ cần cậu giúp mới được mà. Vậy cậu ấy đi đâu mà vội vàng vậy nhỉ? Ờ, đúng rồi, chúng ta đang bị đuổi theo mà. Đây là địa chỉ chúng ta cần. Tiệm pizza, nhà thuốc. Biển cuối cùng bảo không có phòng nghiên cứu bí mật nào ở đây cả. Chắc chắn chúng ta phải đi theo hướng khác rồi. Nè, cậu thật là ngây thơ mà. Chúng ta cần đi qua hướng đó. Đó là gì? Tớ không có râu. Tớ cần keo để dán nó lại. Được rồi, đi thôi. Tuyệt. Tớ nghĩ đây là cánh cửa bí mật. Nhưng mà làm sao để vô? Ồ, tớ biết rồi. Tớ đã xem cách để mở khóa trên phim. Lạ thật, tớ không nghe gì cả. Có lẽ nó được mở sẵn rồi. Thông minh. Nó y chang trên cuộn băng luôn. Có nhiều thiết bị kỳ lạ ghê. Vậy chìa khóa ở đâu vậy? Tớ không nghĩ ra thêm manh mối nào nữa. Nó bảo không có chìa khóa bí mật ở đây. Thật là thất vọng. Chúng ta đến đây chẳng có gì cả. Nhìn nè, nó ngay đây. Được treo bên phải bức tường. À, nãy giờ tớ không thấy. Tuyệt. Đây là artifact cuối cùng rồi. Chào mừng nhé. Cảm ơn. Mẹ chân dài. Cuối cùng cũng gặp lại rồi. Tớ hy vọng các cậu không đi đâu vội vàng nữa. Chúng ta phải tự cứu bản thân. Đừng chạm vào chúng tôi. Cảm giác bị đóng băng là thế nào? Ý, nó hoạt động rồi. Làm tốt lắm. Lạnh, làm băng tan ngay đi. Dạo này trà nhạt thế nhỉ? Ơ, à, chẳng có gì trong ly cả. Tốt hơn rồi. Ồ, mình có cái khác. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Chúng tôi đã tìm được chìa khóa, thấy chứ? Giờ chúng tôi có thể khống chế mẹ chân dài. Tôi không tin hai người. Để tôi nhìn kỹ hơn xem. Là nó thật. Chúng tôi nên làm gì tiếp theo đây? Tôi sẽ kể tất cả cho các cậu nghe. Dạ, hiểu rồi. Chạy đi, nhanh. Tôi lừa cô ta. Tôi muốn cho cô ta xem thứ này. Mommy, nhìn xem. Cô nghĩ thế nào? Có thích không? Cái đó rõ ràng không tốt gì cả. Mình đã cố gắng. Mình đã làm hết khả năng rồi. Video của Okitoki luôn tuyệt nhất. Dan, chào. Cậu đang đợi tớ sao? Hey, cậu đến rồi à? Cậu không đấu với tớ nữa sao? Tuyệt, tớ chán trò trốn tìm lắm rồi. Không đời nào, tôi sẽ không để cậu làm hại bạn của tôi. Này, cái hàng rào này đâu ra vậy? Mình không thể thoát ra được. Nhà khoa học đã đúng, nó có hiệu quả rồi. Tớ cần ra khỏi đây. Dan, đợi tớ nhé. Tớ gặp chút rắc rối. Bất ngờ chưa? May, đến lượt cậu. Bắt lấy. Huggy Googy. Không, đừng có làm vậy. Oh yeah, trở lại cái game của cô đi. Không. Chúng ta đã làm được rồi. Đó là một nơi cô ta thuộc về. Các cậu vui rồi chứ?
Yeah, Mommy đã quay trở lại game và giờ cô ta không thể săn chúng ta được nữa. Các bạn thích và đăng ký kênh của tụi mình nếu các bạn thích video này nha. Để lại comment nếu các cậu muốn xem phần 2, phần tớ bắt được những tên này nhé. Tạm biệt.